Và để mà có được cho mình đó là cái trang phục này, với mệnh giá là 900 kim cương, thì chúng ta sẽ phải đánh đổi, chúng ta sẽ được những cái gì anh em ạ? Thì ok, có lẽ trong video clip này chúng ta sẽ cùng gọi là tìm hiểu với nhau xem anh em nhá. Mà ở kìa, mỡ chỉ ăn mỗi cái con quả tung tăng thôi mà sao gọi là team bạn gọi là kinh thế. Từ từ mà khoan, hình như là cái này có cái gì đấy nó sai sai. Tôi phải ôm trụ 14 không ạ? Cái gì đó? Ôi trời ơi, thôi. Các anh ơi, ôi trời ơi, ăn mỗi cái con cỏ thôi mà cái gay gắt quá. Ông Martin này chui từ đâu ra đấy? Ôi trời ơi, lại còn Nana nữa hả? Ôi trời ơi, ở đây là ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ông Tywill, thôi các ông ơi, mới chỉ phút thứ 1 mà gay gắt quá, khiếp. Trời, game này căng thẳng quá các ông ạ. Khiếp, đuổi tôi về luôn. Đường dưới, ôi trời, hỗn chiến đường dưới luôn rồi anh em ạ. Tầm này tôi ít máu là tôi về nhá. Nhưng mà ông Tywill này vẫn không tha cho tôi hả? Khiếp, gay gắt quá anh em ạ. Thôi. Thôi bạn ơi, thôi anh bạn à, khiếp. The purple dragon is ready anytime. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và đây là Dragon Cereal, trang phục ở cấp độ Saint Seiya. Mỡ nghĩ là ở trong cái trang phục gọi là áo giáp vàng đấy, nhưng mà nó ở cái level thấp hơn. Và anh em hoàn toàn ngày hôm nay có thể nhận được cho mình đó là cái trang phục này, bởi vì Dragon Cereal của Châu, tức là cái trang phục này này, nó sẽ được cho ra mắt vào, hình như nếu như mà mỡ thấy không có sự thay đổi và không nhầm ý, là vào 3 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10, với mức chi phí ở đây, đó chính là mỡ nhớ là nó sẽ rơi vào khoảng là 1.288 kim cương là giá gốc. Còn nếu như mà anh em mua ở trong những cái tuần đầu tiên thì nó sẽ được giảm giá 30%, chỉ còn đó là 902 kim cương mà thôi, tương ứng với một cái skin ở cấp độ Epic anh em ạ. Và để mà có được cho mình đó là cái trang phục này, với mệnh giá là 900 kim cương, thì chúng ta sẽ phải đánh đổi, chúng ta sẽ được những cái gì anh em ạ? Thì ok, có lẽ trong video clip này chúng ta sẽ cùng gọi là tìm hiểu với nhau xem anh em nhá. Mà ở kìa, mỡ chỉ ăn mỗi cái con quả tung tăng thôi mà sao gọi là team bạn gọi là kinh thế. Ôi trời ơi, thôi. Các anh ơi, ôi trời ơi, ăn mỗi cái con cỏ thôi mà cái gay gắt quá. Ông Martin này chui từ đâu ra đấy? Ôi trời ơi, lại còn Nana nữa hả? Ôi trời ơi, ở đây là ôi trời ơi, đây nó giống như kiểu cái post mà mỡ đăng lên mà mỡ mới đọc được cách đây ít hôm anh em ạ. Đấy chính là đồng đội thì bảo mỡ là ôi dồi ôi, ông ơi chỉ cần ôm trụ thôi, nhưng không nói là ôm trụ đi với 4 người anh em ạ. Ôi dồi ôi, ở đây vẫn còn đó là Nana. Ôi ông Tywill, thôi các ông ơi, mới chỉ phút thứ 1 mà gay gắt quá, khiếp. Trời, game này căng thẳng quá các ông ạ. Khiếp, đuổi tôi về luôn. Đường dưới, ôi dồi, hỗn chiến đường dưới luôn rồi anh em ạ. Tầm này tôi ít máu là tôi về nhá. Nhưng mà ông Tywill này vẫn không tha cho tôi hả? Khiếp, gay gắt quá anh em ạ. Thôi bạn ơi, thôi anh bạn à, khiếp, căng thẳng thế. Trời, game khiếp, cứ phải gọi là đè con người ta ra mà hấp con nhà bao diêm thì mới thỏa mãn anh em ạ. Nhưng cuối cùng nghiệp quật đến từ vị trí của Tywill luôn anh em ơi. Ôi, cái trận đấu này đầu game khắc nghiệt quá anh em ạ. Đấy, mấy khi gọi là chơi game chúng ta có được một cái video clip nó thuộc dạng gọi là chỉn chu và dễ dàng kèm theo đó là thoải mái để mà review cho anh em đâu. Game nào cũng như game nào, càng ngay từ những cái phút đầu tiên, nhưng mỡ thích vậy anh em ạ. Khi mà Franco anh ta đã có được hiệu ứng khống chế là tuyệt vời để mỡ mãnh long quá rằng ở trong cái trang phục Dragon Cereal hạ cũng đi được đó là Eritel. Tiếp đấy là những cái cú đấm, những cái cú đá, những cái phát đạp để mà tiễn đó là cái vị tướng Nana lên bảng điểm số. Và ok là quay trở lại đối với cái trang phục Dragon Cereal này nha.
Đây là cái trang phục có cấp độ, có cái mức chi phí nó rơi vào khoảng độ tầm đó là 900 kim cương anh em ạ, ở trong tuần đầu ra mắt 902. Và để đổi lại chúng ta sẽ có một cái trang phục hợp tác với sự kiện Sanseiya, cái tông màu nó rất là khác biệt. Nếu như mà ngày hôm qua anh em xem cái video clip về Libra Siriu mà Mỡ làm về Châu ấy, nó vàng óng, nhìn nó cực kỳ nổi bật và cái chiêu cuối có thể nói là rất là tuyệt vời. Thậm chí là tên kỹ năng nó cũng thay đổi luôn. Anh em hiểu không ạ? Thì ở trong cái trang phục này thì Châu, anh ta có một cái màu mà cá nhân Mỡ cho rằng là nó trầm hơn, nó trầm hơn khá là nhiều anh em ạ. Và thậm chí là nếu như mà anh em đi trên sông, anh em đứng trong bụi thì có khi là cái tông màu của nó còn bị trùng đến từ những cái địa hình ở trong cái bản đồ đảo linh thiêng này cơ. Anh em có thể nhìn thấy không ạ? Cái màu nó khá là tương đồng, giống như là kiểu Mỡ là cái con trai của rùa thần như anh em ạ. Đây, anh em nhìn đây này, Mỡ với cái con rùa nó có khác gì nhau đâu. Nó lại là y hệt màu sắc, là y hệt cái con rùa thần ở trong cái bản đồ đảo linh thiêng luôn anh em ạ. Đó, và ở trong cái trang phục này anh em cũng có thể nhìn thấy là cái icon kỹ năng của Dragon Siriu là cũng có thay đổi nha. Nó không giống với cái con trâu bình thường đâu, nhưng cái tên gọi skill thì nó không thay đổi, nó vẫn giữ nguyên. Đó là cái nội tại cự kích, rồi thì triệt quyền đạo, rồi tiến tấn cũng như là mãnh long quá giang, các thứ các kiểu anh em hiểu không ạ? Thật ra là cũng hợp lý, bởi vì ở trong cái trang phục này thì Châu anh ta có được cho mình đó là Dragon Siriu. Thì những cái kỹ năng như kiểu gọi là mãnh long quá giang đồ các thứ các kiểu nghe nó cũng hợp lý đúng không anh em? Và đây, như anh em có thể nhìn lấy, mãnh long quá giang này, đó. Hiệu ứng thì về cơ bản nó không quá là đặc biệt giống như là Libra Siriu. Nó vẫn sẽ là những cái thao tác tung chiêu, chiêu thức bình thường thôi. Nhưng những cái thông báo như kiểu perfect, kiểu như là dồn combo chuẩn, rồi thì triệt quyền đạo ấy, nó cũng ra rồng, nhưng mà nó không có quá là nhiều điểm khác biệt. Những cái hiệu ứng, nếu như anh em để ý kỹ, là cái thức thứ ba của cái triệt quyền đạo, nó khá là giống với cái chiêu cuối đến từ cái cô nàng Kagura, khi mà nó có thể tạo ra được những cái khu vực giống như là kiểu đồi núi anh em. Này anh em nhìn này, đó, kiểu kiểu như thế, nó sẽ tạo ra được những cái khu vực kiểu giống như là đồi núi đồ các thứ cái kiểu ấy. Đấy, cho nên là ở trong cái trang phục này thì cá nhân Mỡ cho rằng anh em nào mà yêu thích cái series Sanseiya áo giáp vàng thì nên mua với cái vị tướng Châu này. Đó, hiệu ứng đó, anh em thấy không ạ? Đó, vẫn có rồng nha, vẫn perfect đồ các thứ các kiểu. Nó làm cho Mỡ cảm giác nó giống như là cái phiên bản khác của cái skin Châu Long Chi Tử anh em ạ. Đó, Mỡ đang cảm giác là như vậy. Nó khá là giống với một cái trang phục khác của Châu là Châu Long Chi Tử, nhưng cái con rồng nó làm màu xanh, nó hơi kém nổi bật một chút anh em ha. Đó, ok, thì Mỡ cũng đã chia sẻ hết với anh em rồi. Còn nếu như mà anh em nghĩ rằng là cái trang phục này nó đáng giá với cái mức chi phí là 902 kim cương, anh em có thể lấy. Còn nếu như mà cái trang phục này anh em cho rằng là uầy, thôi, mình đã sở hữu Libra Siriu rồi, mình sẽ không cần phải mua thêm cái trang phục này đâu, thì đó cũng là một cái lựa chọn của anh em. Nhưng như thế này, Mỡ nghĩ là nó sẽ chia ra thành kiểu nhiều những cái nhu cầu của anh em ý. Nếu như mà anh em là một cái người chơi sưu tầm và anh em thích những cái trang phục ở trong cái sự kiện hợp tác giữa Mobile Legends và Sanseiya, Mỡ nghĩ là anh em nên sở hữu cho mình đó là toàn bộ những cái trang phục ở trong cái sự kiện lần này, chứ đừng có nói là chỉ riêng những cái trang phục ở cấp độ áo giáp vàng của Sanseiya. Đó, còn nếu như mà anh em chỉ muốn quan tâm đến việc rằng là ok, tôi có tham dự sự kiện lần này và tôi nghĩ rằng những cái trang phục ở cấp độ cao nhất, tức là những cái trang phục ở trong cái sự kiện đã được cho ra mắt mà 7.000 kim cương một cái trang phục ý, là quá đẹp với tôi rồi, tôi không cần dùng đến cái trang phục này nữa, thì anh em hoàn toàn có thể gọi là sở hữu ba cái trang phục đấy thôi, đó là Sagittarius của Ba Đang, Libra Siriu của Châu và kèm theo đó là Leo Ikki của Valia. Đó, anh em không cần phải mua thêm những cái trang phục kiểu như là Dragon Siriu, rồi thì cái trang phục của Valia nữa, đúng không ạ? Bởi vì ở trong cái sự kiện lần này anh em quay 10 lần đầu tiên, tức là khoảng 500 kim cương ấy, là anh em đã có skin của Ba Đang rồi, skin kiểu mặc định kiểu 902 kim cương của Ba Đang ấy, được chưa? Và thêm vào đó nữa là anh em cũng đã gọi là có được ba cái skin kia rồi, thì cái việc mà anh em ngày hôm nay bỏ ra kim cương để mà mua cái trang phục Châu Dragon Siriu đấy, cũng như là sắp tới vào ngày 3 tháng 11 anh em bỏ kim cương ra để anh em mua cái skin của Valia, Mỡ nghĩ là không cần thiết, bởi vì là cái trang phục này nó chỉ mang đến cho anh em những cái trải nghiệm thêm thôi. Thật ra là Mỡ thấy là kiểu Moon Tool đợt này làm marketing thì họ đang hơi kiểu ối rồi ôi. Đáng nghĩ ra nếu như mà Mỡ mà làm marketing ấy mà theo kiểu đúng hút máu ấy, thì Mỡ nghĩ là phải bán ba cái trang phục này ra trước, tức là ba cái trang phục ở cấp độ gọi là bình thường ra trước, rồi sau đó là chúng ta mới đến ba cái trang phục áo giáp vàng, thì số lượng người mua trang phục nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên nó có một cái hay ở chỗ là Moon Tool không giống như Mỡ. Moon Tool họ quan tâm đến trải nghiệm của người chơi hơn, và điều này họ sẽ cho người chơi lựa chọn trong cái việc là à, họ sẽ gọi là muốn người chơi gọi là hướng sự chú ý đến áo giáp vàng trước, tức là những cái trang phục ở cấp độ cao nhất ở trong cái sự kiện áo giáp vàng này, và sau đó là những cái trang phục như kiểu của Châu, như kiểu của Valia, nó chỉ là những cái trang phục phụ thêm vào, anh em thích thì mua, không thích thì thôi. Đó là cái mà Moon Tool muốn mang đến cho chúng ta. Ok, thì đó,
Mỡ là một người làm video clip review, cho nên là Mỡ sẽ cần phải có được cho mình những cái trang phục kiểu như này để mà tư vấn đến cho anh em. Nhưng nếu như mà anh em là những cái người mà anh em quan trọng đến hiệu ứng đấy, và anh em gọi là thích những cái trang phục mà nó mang tính chất độc quyền và đẹp ý, thì Mỡ nghĩ rằng ba cái trang phục áo giáp vàng ngày hôm kia đã được cho ra mắt, nó đã là quá là phù hợp để mà anh em gọi là tận hưởng cái sự kiện hợp tác giữa Mobile Legends và Sanseiya rồi. Anh em không cần phải mua thêm cái trang phục này của Châu cũng như là mua thêm cái trang phục của Verlia đâu, vì anh em có thể nhìn thấy hiệu ứng kỹ năng của nó rất là rõ ràng. Nếu như mà cá nhân Mỡ cho rằng nha, cái trang phục này ưu điểm của nó ở đây là gì ấy, nhưng mà qua ở đây là có cái vị tấn Eerie Tail này, anh em nhìn này, một đấm một cước, trời ơi quá mãn nhãn luôn, lên bảng điểm số cũng được, nhưng khiến cho Eerie Tail cảm thấy gọi là hoa mày chóng mặt anh em ạ. Kia lại còn nháy đèn với Mỡ nữa, cay thật đấy. Đấy thì cái ưu điểm của cái trang phục này này, nếu như mà chúng ta so sánh với một cái trang phục ở cấp độ epic khác ấy, thì anh em có thể nhìn thấy nó vượt trội hơn hoàn toàn. Nó có giọng nói riêng, nó có hoạt cảnh riêng, nó có icon riêng đấy, nó có hiệu ứng kỹ năng riêng đấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta so sánh với bộ trang phục áo giáp vàng mà chúng ta phải mua ấy, thì anh em có thể nhìn thấy là nó thua hoàn toàn, bởi vì là cái tông màu của cái trang phục này nó rất là trầm, nó không thể nào bằng được so với những cái trang phục kia. Đấy, đó là những cái mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em. Còn thì anh em thấy rằng là sau khi xem xong cái video clip này và lúc 3 giờ chiều nay anh em có mua cái trang phục này không, thì có lẽ là cái quyết định đấy nó sẽ còn nằm ở anh em nhá. Nhưng mà giá của cái trang phục này nó sẽ rơi vào khoảng 350 đến 400 nghìn Việt Nam đồng đấy. Còn anh em mua kim cương ngoài thì mình không biết, bởi vì cái trang phục này nó có cái mức chi phí là 902 kim cương tuần đầu ra mắt mà. Sau khi mà hết tuần đầu ra mắt thì cái trang phục này hình như là nó vẫn còn tồn tại trong shop. Đó, nhưng mà giá của nó sẽ là 1200 kim cương, cái mức giá có thể nói là khá cao. Và không biết là cái trang phục này nó sẽ tồn tại ở trong shop vĩnh viễn hay là nó chỉ tồn tại ở trong khoảng 1 tháng khi mà cái sự kiện này nó được diễn ra. Nhưng sau 1 tuần được cho ra mắt thì cái trang phục này nó sẽ về lại cái mức giá là 1200 kim cương anh em nhá. Một cái mức giá khá là cao, và lúc đó nó sẽ không phải là từ 350 đến 400 nghìn đâu, nó sẽ là khoảng độ được từ 550 đến 600 nghìn cơ anh em ạ. Nói chung là chúng ta sẽ phải mất thêm vài cái bát phở nữa để mà có được cho mình một cái trang phục này. Đây là cái điều mà Mỡ nghĩ rằng là anh em không nên bỏ lỡ. Nếu như mà anh em đã xác định không sở được cái trang phục này ở trong tuần đầu ra mắt ý, thì Mỡ khuyên anh em không nên mua. Trừ khi là anh em là cái người rất thích cái trang phục này, bởi vì rõ ràng anh em sẽ phải tốn thêm một cái khoản chi phí rất là cao để mà sở hữu cho mình đó là cái trang phục này, đó là không nên anh em nhá. Rồi ok, chắc là chúng ta sẽ quay trở lại đối với cái video clip về gameplay đi, khi mà ở phút thứ 14 Mỡ đã có được cho mình 13 mạng hạ gục rồi anh em ạ. Và chỉ phải lên bảng điểm số là 2 lần thôi, team bạn mất đi cho mình đó là 3 đường. Và cơ hội chiến thắng của cá nhân Mỡ cũng như là team Mỡ nó đang vượt trội hơn bao giờ hết. Nhưng tuy nhiên Mỡ cầm cái vị tướng Châu không phải là một cái vị tướng có thể phá nhà tầm xa, cho nên sẽ rất là khó. Và quan trọng nhất là team bạn có những cái vị tướng giao tranh tẩu rất là mạnh như là Eerie Tail, như là Nana, và kèm theo đó là Tai Will. Bên phía của team bạn có hai cái vị tướng mà Mỡ nhìn vào thôi là Mỡ cảm thấy rất là khó để mà chơi, đó chính là Eerie Tail và cái đó chính là Tai Huy, và đó chính là cái vị tướng Nana anh em ạ. Những vị tướng mà có thể đóng góp những cái lượng sát thương trong giao tranh tổng là rất mạnh, và Eerie Tail cũng là một trong những cái vị tướng khá là tuyệt vời trong cái khả năng dồn đam khi mà được Tai Huy và kèm theo đó là Nana khống chế rồi anh em ạ, rất là khó chịu. Uầy, đang là truy kích đến từ vị trí của cặp đôi Eerie Tail và Tai Huy, tuy nhiên là Mỡ đã lùi được về. À, ở trong cái trang phục này nó cũng sẽ có một cái hiệu ứng biến về riêng anh em nhá. Đó, như anh em có thể đang nhìn thấy những cái thao tác của nó, đi vào rừng quá là coi như là chúng ta hòa mình với thiên nhiên luôn, như là cái con tắc kè anh em ạ. Trận đấu này nó đang diễn ra một cái chiều hướng mà đang rất khó để mà end game, khi mà team Mỡ thì lại không có những cái vị tướng, hay nói cách khác là đồng đội của team Mỡ họ chơi đang hơi nhây, khi mà họ nghĩ rằng team bạn đã bị nổ ba đường mất hết tài nguyên rồi, họ sẽ không có cách nào công nhà. Nhưng nên nhớ rằng là những cái giai đoạn cuối game ở tầm này, khi mà team bạn nó cũng đã gần có đủ đồ rồi, mà chỉ cần giao tranh thua mất đi cho mình đó là cái colot thôi, là coi như là cái thế trận nó lật kèo. Nó không liên quan đến cái việc lính nó được đẩy nhiều hơn là bao đâu anh em ạ, mà nó liên quan đến cái việc mà team của Mỡ họ ăn đi được cho mình đó là cái colot này không. Nhưng ở đây là giao tranh đang được nổ ra, Tai Will đang muốn nhằm vào vị trí của Layla, tuy nhiên là không tìm được Layla. Layla đã lùi được về với đó là Dairoth và kèm theo đó là Kagura rồi. Team bạn mất đi Mertis. Mỡ sẽ đứng ở đây để đảm bảo rằng là Mỡ sẽ cần phải có được cho mình một cái tình huống né đi cái tam liên trảm của Châu. Châu tam liên trảm mất rồi và Mỡ sẽ lao vào áp sát anh em này, hất tung đi được đó là Saber. Mãnh Long quá giang dồn ra tường, nhưng đam đấm là không đủ, quá là đáng tiếc đi. Tuy nhiên Mỡ sẽ không đuổi theo, bởi vì ở đây có con mồi ngon hơn, Chiến Quyền Đạo được thi triển, shut down đi được Eerie Tail, tiễn đó là Franco lên bảng điểm số. Và với cái việc team bạn bay màu đó là ba thành viên rồi, thì chúng ta sẽ hướng đến cho mình
Đó là cái nhà chính của team ạ. Team ạ vẫn còn đầy đủ 3 người anh em nhá. Mặc dù đã mất đi đó là cái vị tướng Kagu và kèm theo đó là Dairon rồi. Team bạn chỉ còn lại Nana và kèm theo đó là Saber mà thôi. Nhưng họ lại hồi sinh thêm Matip. Đây là bạ đánh bạ. Có vẻ như là Matip đang dồn sát thương vào đồng đội của Mỡ và Châu. Mỡ đã hạ gục đi được đó là Saber vào phá thẳng nhà đấy anh em ạ. Đấm nhà này, đấm nhà này hư hạ hệ ác. Úi dồi ôi, cái boomerang của cái con Nana này nó kỳ cục nhỉ. Nhìn nó khó vãi anh em ạ. Kiểu mình đấm ở góc trên ý, nó ném boomerang từ góc dưới lên né hổng kịp. Nhưng có lẽ rằng không cần đến Layla, lính mới là MVP ở trong cái trận đấu này anh em ạ. Chứ Layla tầm này là tuổi tôm rồi. Trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Saint Seiya Châu Dragon Serial. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.